Chương 29. Ngô Kiếm phái. Bách Thanh Bảng ngoại trừ bình chọn và xếp hạng thực lực thì còn đóng vai trò là đầu mối liên hệ then chốt giữa tu sĩ cùng với luyện khí sư, là trung gian giúp gửi lời mời luyện khí, cung cấp con đường giao lưu cho hai bên. Cho đến hiện tại nhóm Diệp Tố vẫn không nhận được lời mời nào nên có thể nói trước mắt Bách Thanh Bảng đối với bọn họ không có tác dụng gì. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của Diệp Tố hoặc có thể nói từ khi đưa pháp khí đi bình chọn thì nàng đã có dự đoán trước, chỉ là không biết nhận thức chung, này lực áp chế sâu đến cỡ nào. Ngoài bách thanh bảng thì toàn huynh còn biết con đường nào có thể cung cấp cơ hội luyện khí cho luyện khí sư không? Nàng hỏi thăm toàn gia anh, con đường nào có thể cung cấp tài liệu và linh thạch ấy? Một ít tông môn sẽ mời chào các luyện khí sư, cung cấp cho họ tài liệu và linh thạch. Toàn gia anh nhìn mấy người diệp tố, nếu các người muốn đi con đường đó, trừ phi các người thoát ly thiên cơ môn, không đời nào có chuyện đó. Tây Ngọc dẫn đầu cự tuyệt, hoặc là một ít tài liệu hành quy mô lớn cũng sẽ định kỳ mời các luyện khí sư của các tông môn đi giúp bọn họ luyện chế, chữa trị pháp khí. Toàn gia anh do dự nói, toàn điển hành là tài liệu hành lớn nhất tu chân giới, đan dược, phù chú, pháp khí cái gì cũng có phá nguyên môn chúng ta là một trong những tông môn có giao dịch với họn họ, chảm kim tông cũng vậy, cũng hàng năm giao dịch với bọn họ. Toàn Điền Hành Lúc ở Định Hải Thành, Diệp Tố cũng từng đến đó vài lần để mua tài liệu, xác thật là tráng lệ huy hoàng, tài liệu rất đầy đủ. Vậy, không thể đi Toàn Điền Hành. Hạ Nhĩ ngồi gần phía cửa viện nhất, nghe thấy thanh âm cậu quay đầu lại, kinh ngạc hô, sư phụ, Trương Phong Phong từ bên ngoài bước vào viện, ánh mắt ủ rột. Diệp Tố, Bách Thanh bảng con đừng dính vào nữa. Toàn gia anh nhìn trái nhìn phải rồi chủ động đứng dậy rời khỏi viện, đi về chỗ tạm trú dưới chân Cửu Huyền Phong. Trong sân chỉ còn lại mấy thầy trò, trong lúc nhất thời an tĩnh dị thường, ai cũng không lên tiếng. Phục thời đâu? Thật lâu sau, Trương Phong Phong hỏi, hắn cũng là đệ tử Thiên Cơ môn, cũng nên ra đây cùng nghe. Đây là chuẩn bị nói ngọn nguồn sự việc cho bọn họ. Con đang ngủ. Diệp Tố đứng lên, con đi gọi sư đệ dậy. Trương Phong Phong gật đầu, ngồi xuống ghế đá trong viện. Ba người Minh Lưu Sa nhìn nhau rồi vẫn đứng yên không động đẩy. Một lát sau, Diệp Tố mang theo tiểu sư đệ ra khỏi phòng. Dù phục thời chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác nên hắn không phát hiện ra bầu không khí có chút trầm lắng trong viện vừa ra đến nơi thì hắn lập tức ngồi xuống ghế đá vốn dĩ hai tay hắn đặt trên bàn nhưng hẳn là do cảm thấy bàn đá quá lạnh nên liền vươn tay lấy vạt áo của diệp tố lót lên trước rồi mới đặt hai tay lên toàn bộ quá trình diễn ra rất lưu loát không một khoảng ngừng diệp tố thì đã lấy làm quen ngược lại trương phong phong không khỏi nhìn hai người bọn họ một cái lúc trước ta không nghĩ tới các con sẽ đến phá nguyên môn trương phong phong nhớ tới chuyện này liền đau đầu Trước khi Diệp Tố xuống núi ông đã nhắc đến vài tiểu tông môn muốn mấy đồ đệ đi bái phỏng. Ai ngờ Diệp Tố lại đi thẳng đến Định Hải Thành, hiện giờ lại còn có hai đệ tử đề tên lên Bách Thanh bảng. "Pháp khí mấy đứa luyện chế về sau đừng đưa đến Bách Thanh bảng bình chọn nữa." Trương Phong Phong nghiêm túc nói, chỉ cần một ngày mấy đứa còn là đệ tử Thiên Cơ môn thì sẽ không có ai tìm mấy đứa để luyện khí đâu. Quả nhiên, Diệp Tố rũ mắt Ánh mắt vô ý thức dừng trên ngón tay thon dài xinh đẹp của tiểu sư đệ, suy nghĩ bay xa theo hướng khác. Thiên Cơ Môn từ 500 trước linh mạch đã hoàn toàn khô cạn, sau khi vị luyện khí thiên tài cuối cùng của tông môn phi thăng thì cơ hồ suy sụp trong nháy mắt, cho tới bây giờ đã 500 năm trôi qua, Thiên Cơ Môn đã kể cận bên bờ vực phế tông. Trong quá khứ nàng chỉ quanh quẩn trong Thiên Cơ Môn, lại bị giới hạn suy nghĩ theo mạch nguyên tắc nên chưa bao giờ hoài nghi có gì khác thường mãi cho đến khi xuống núi thì mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Tốc độ suy sụp của thiên cơ môn quá nhanh. Người ta nói lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, nhưng lời này lại không ứng nghiệm ở tông môn khổng lồ sừng sững gần vạn năm này. Sư phụ, vì sao? Hạ nhĩ nhịn không được hỏi. Thiên cơ môn không ngã thì chảm kim tông vĩnh viễn sẽ là đệ nhị. Trương Phong Phong chỉ nói một câu như vậy. Ông vốn không nghĩ sẽ nói chân tướng cho các đệ tử nhanh như vậy, ít nhất ông vốn định chờ một chút nữa. Nhưng không ngờ cảnh giới của bọn nhóc này trong nửa năm nay lại tăng nhanh, thậm chí còn đi phá nguyên môn. Vậy là do Trảm Kim Tông ở sau lưng gian lận." Tây Ngọc tức giận nói, "Luyện khí phải so thực lực, bọn họ đang làm trò mèo gì vậy chứ?" "Sư phụ." Diệp Tố bình tĩnh hỏi, nếu muốn thiên cơ môn không thể nhận bất luận lời mời luyện khí nào thì chỉ bằng trảm kim tông sợ là làm không được còn có ai nhúng tay trong chuyện này là toàn điển hành sao đúng vậy thanh âm trương phong phong có chút trầm xuống đệ nhất luyện khí tông môn liên thủ với đệ nhất tài liệu hành không có tu sĩ nào muốn đắc tội bọn họ nếu có người phát lời mời luyện khí đến thiên cơ môn thì đồng nghĩa sẽ về sau sẽ bị toàn bộ luyện khí sư của trảm kim tông cự tuyệt càng nghiêm trọng hơn chính là toàn điển hành cũng sẽ không thực hiện bất cứ giao dịch nào với người này. Nói tóm lại bất luận là muốn bán hay muốn mua thì chảm kim tông cùng toàn điển hành sẽ đều không tiếp đãi. Linh mạch khô kiệt, thiên tài lớp ngã xuống lớp phi thăng, lại còn bị liên thủ chèn ép. Không đến trăm năm, thiên cơ môn liền suy bại lợi hại. Khi Trương Phong Phong tiếp nhận chức vụ trưởng môn thì kỳ thật thiên cơ môn đã bị chèn ép đến mức gần như phế tông, Thế nhưng ông không cam tâm, Hồ trưởng lão cũng không cam tâm. Trưởng môn tiền nhiệm cũng chính là sư phụ của Trương Phong Phong, sau khi người mất đi thì người chân chính có tư lịch cao trong tông môn cũng không còn mấy người. Vốn dĩ Dương Đàm muốn làm trưởng môn, lão muốn sau lên làm trưởng môn rồi sẽ tuyên bố phế tông, thoát ly khỏi Thiên Cơ môn. Bối phận của lão cao hơn Trương Phong Phong, cuối cùng vẫn là nhờ Trương Phong Phong tìm được Vu Phong Hải nhờ một phiếu mấu chốt này mà ông mới lên làm được trưởng môn sau đó ông bắt đầu thu đệ tử khắp nơi ông nỗ lực hết sức mình không muốn thiên cơ môn cứ vậy mà phế tông cho dù cuối cùng trở thành một tiểu tông tiểu phái cũng vẫn tốt hơn là phế tông ít nhất là khi còn trong tay ông thì thiên cơ môn không thể biến mất đây là mục tiêu của trương phong phong nhưng mà hiện giờ ông lại thấy được hy vọng cuột khởi trên người mấy đệ tử của mình không thể để Diệp Tố còn chưa hoàn toàn trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. May mà lần này đưa pháp khí đi bình chọn là của Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ, thực lực vẫn còn chưa cao, xếp hạng này thì bọn người kia hẳn là chướng mắt không thèm động đến. Tại sao Toàn Điền Hành lại bắt tay với Trảm Kim Tông? Minh Lưu Sa hỏi. Hiện giờ sản nghiệp Toàn Điền Hành trải rộng khắp tu chân giới, đan dược, phù chú, pháp khí giao dịch tấp nập, có thể hô mưa gọi gió, Trương Phong Phong giải thích, nhưng khi thiên cơ môn còn phồn thịnh thì lại không giao dịch với bọn họ mà là giao dịch với một tài liệu hành khác, cho nên khi đó về phương diện pháp khí thì toàn điển hành không có thành tựu gì lớn. Diệp Tố như có điều suy tu, tài liệu hành mà chúng ta từng giao dịch nay trạng huống như thế nào? Cũng không tốt lắm. Trương Phong Phong bất đắc dĩ, vốn dĩ văn đông tài liệu hành ở phương diện pháp khí vượt xa toàn điển hành, ở bất cứ thành trấn nào cũng đều có hành phô của họ, nhưng hiện tại chỉ còn lại một cửa hàng duy nhất ở Định Hải Thành. Văn Đông tài liệu hành Diệp Tố nhớ rõ mình đã từng đến cửa hàng của họ. Một loại tài liệu của vụ sát hoa, cánh xa, chính là phải đến tài liệu hành đó mới tìm thấy. Là sư phụ vô năng, không có cách nào mang thiên cơ môn thoát ly được khốn cảnh, ngược lại còn kéo mấy đứa xuống nước. Trương Phong Phong thường xuyên cảm thấy hối hận, ông cho rằng mình đã chậm trễ mấy người diệp tố, về sau ra cửa đừng nói bản thân là đệ tử thiên cơ môn, ít nhất trước khi mấy đứa tăng lên cảnh giới, chờ đến, chờ đến đó. Trương Phong Phong nói không nên lời nữa, đứng dậy bước ra ngoài, đi được vài bước thì đứng lại, quay lưng về phía các đệ tử nói, hồ trưởng lão vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tân sư tổ năm đó đột nhiên biến mất, có lẽ không bao lâu nữa, tân sư tổ có thể sẽ trở lại. Diệp Tố bỗng hô một tiếng, sư phụ. Trương Phong Phong điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới xoay người nhìn đại đồ đệ. Chúng ta không cần người khác cung cấp tài liệu, cũng không cần tìm linh thạch để tu luyện. Diệp Tố cười nói, trong bí cảnh cái gì cũng có. Trương Phong Phong sừng sốt, sau đó liền nhíu mày, hồ nháo, mấy đứa lại không phải kiếm tu, càng không có pháp bảo hộ thân nào. Bí cảnh quá nguy hiểm, lần trước không xảy ra chuyện gì đã là vạn vạn hạnh. Phú quý phải cầu trong hung hiểm mà. Diệp Tố lấy một viên đồ vật từ trong túi cản khôn, sư phụ, toàn điển hành có vô cực đan không? Trương Phong Phong nghẹn một hồi, nhịn không được nói, làm sao mà có được? Toàn điển hành đi đâu mà tìm được vô cực đan cơ chứ, không nói tới tài liệu luyện ra đan dược này có bao nhiêu quý hiếm, cứ cho là gom đủ tài liệu đi thì cũng chưa chắc có mấy đan tu có thể luyện ra được. Quan trọng là lần trước nhìn qua hình ảnh, Trương Phong Phong cho rằng đây nhiều nhất hẳn cũng chỉ là một viên trung phẩm vô cực đan mà thôi. Hiện giờ nhìn tận mắt mới thấy viên đan dược này như một viên châu ngọc thượng hạng, oánh nhuận sáng trong, ở bên trong thậm chí còn có đan ý thoáng lượn lờ. Viên vô cực đan này ít nhất là thượng phẩm đan. Toàn bộ tu chân giới này không có mấy đan tu có thể luyện chế ra được thượng phẩm đan dược, càng miễn bàn tới đan dược có chứa đan ý. Diệp Tố không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Trương Phong Phong, "Sư phụ, người nói xem viên đan dược này có thể đổi được sự bảo hộ của kiếm tu Ngô kiếm phái hay không?" Trương Phong Phong ngẩn người, hỏi một vấn đề không liên quan. "Sao không phải là Côn Luân?" "Không quen biết người Côn Luân." Diệp Tố nói ngắn gọn với lại chúng ta vẫn còn thiếu đệ tử ngô kiếm phái một ân tình nếu tính tính thời gian thì dịch huyền cũng sắp gặp được trưởng lão của ngô kiếm phái được thu làm đệ tử Trường phong phong vẫn còn do dự bí cảnh luôn rất nguy hiểm luyện khí sư rất ít khi vào đó phàm là người tu tiên ai mà không cửu tử nhất sinh diệp tố nói chúng con nhất định phải đi bí cảnh trương phong phong có chút vô ngữ Ông vốn dĩ muốn nói rõ ràng mọi chuyện với các đồ đệ xong sẽ từ từ cùng nhau mưu tính, ai ngờ đại đồ đệ lại muốn chơi một vố lớn. "Sư phụ, con muốn cho tất cả mọi người biết chúng con là đệ tử Thiên Cơ môn." Diệp Tố kiên định nói. "Con." Trương Phong Phong nhìn vào hai mắt của đại đồ đệ, cuối cùng chỉ đành phải thuận theo, thế nhưng trong lòng ông lại nhịn không được mà dâng lên một cỗ kích động. "Sư phụ, vậy mọi chuyện cứ quyết định thế nhé." Hạ Nhĩ nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Đại sư Tỷ, tức khắc đẩy Trương Phong Phong đi, người cứ ở thiên cơ môn chờ tin tốt của tụi con. Đại, sư, tỷ, từ, đâu, tỷ, có, vô, cực, đan. Sư phụ vừa đi minh lưu xa liền ngồi xuống chậm gì gì hỏi. Ta cũng không biết, sau khi ra khỏi bí cảnh thì trong túi cản khôn tự nhiên nhiều thêm một viên đan dược. Diệp Tố từng hoài nghi là Ninh Thiền Giao nhưng nàng ta lúc đó đã sớm bị đá bay ra ngoài cùng với mọi người. Dù phục thời nghiên đầu nhìn thoáng qua viên vô cực đan trong tay Diệp Tố, không nói tiếng nào, lót đầu lên vạt áo của nàng, ngủ gà ngủ gật trên bàn đá. Vài ngày nữa chúng ta xuống núi đi ngô kiếm phái. Diệp Tố nói, trước khi đi phải tìm người sửa lại đạo bào cho chúng ta. Còn toàn gia anh thì sao? Tây Ngọc hỏi ngày mai nói với hắn một tiếng, để hắn trở về phá nguyên môn. Diệp Tố thu vô cực đan vào túi cản khôn, lại tiếp tục nói vài chuyện khác cùng mọi người. Du phục thời một tay chống cằm, mắt thấy túi cản khôn của Diệp Tố còn đang đong đưa nhẹ nhẹ liền theo bản năng vươn ngón tay ra câu lấy. Diệp Tố nhận thấy hắn chạm vào túi cản khôn của mình, cho rằng tiểu sư đệ muốn nhìn vô cực đan nên cũng không quá để ý, thậm chí nàng còn cởi túi cản khôn xuống đưa cho hắn. Dù phục thời nhìn thoáng qua một cái liền mất đi hứng thú, phàm nhân này rác rưởi gì cũng đều thu vào túi. Hắn buồn chán khải khải vài cái trong túi, cái dương xấu xí không thấy nữa rồi. Dù phục thời đang định không xem nữa thì đột nhiên lại nhìn thấy một vòng tay màu đen có chút quen mắt. Hắn lấy vòng tay đó ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rốt cuộc biết được vì sao lại cảm thấy nó quen thuộc. Vòng tay này rất giống hắn, muội liên lạc với Lữ Cửu thử xem, hỏi nàng có muốn đi cùng chúng ta không. Diệp Tố nói với Tây Ngọc. Muội biết rồi. Bọn họ còn đang nói chuyện, đột nhiên Du Phục Thời lại lên tiếng, Diệp Tố. Kêu đại sư tỷ, Diệp Tố không chê phiền mà sửa lại cho đúng. Du Phục Thời vẫn trước sau như một làm bộ không nghe thấy, giờ lên vụ sát hoa, cái này ta muốn. Tác giả có lời muốn nói. Kiều kiều, có người xâm phạm bản quyền mô hình của ta, mau nộp lên trên mặt cười. chương 30 Phi kính giáp Diệp tố cúi đầu nhìn thì thấy du phục thời đã đeo vụ sát hoa lên tay, vòng tay hình rắn thuần đen ẩn ẩn ánh kim đeo trên cổ tay thanh lãnh thon gọn của hắn, trắng đen đan sen, sự tương phản này ngoài ý muốn lại mang đến vẻ thu hút không thôi. Du phục thời nằm sấp trên bàn, ngón tay khải khải chiếc vòng trên cổ tay, hiển nhiên là đang cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nào ngờ giây tiếp theo đại sư tỷ đã cự tuyệt một cách vô tình, không được. Dù phục thời vừa nâng mắt thì thấy Diệp Tố đã khom lưng nắm lấy cổ tay của hắn, cưỡng chế lấy vụ sát hoa xuống. Ngoặc kép, hắn có vẻ chưa bao giờ bị cự tuyệt nên ngây ra trong chốc lát, chờ phản ứng lại thì Diệp Tố đã lấy lại túi cản khôn thả vụ sát hoa vào đó. Tây Ngọc thấy ánh mắt tiểu sư đệ lộ ra vẻ không thể tin được thì nhịn không được lên tiếng. Đó là pháp khí mà đại sư tỷ thích nhất, tiểu sư đệ nghĩ cũng không cần nghĩ. Đại sư tỷ thường không để ý quá nhiều đồ vật, tùy tay sẽ cho các sư đệ sư muội, nhưng nếu đồ vật đó là thứ tỷ ấy thích thì tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai. Vậy tỷ làm lại một cái khác đi. Du Phục thời nhíu mày, nhìn chằm chằm vào túi càn khôn của Diệp Tố, ta muốn cái này. Diệp Tố rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, một lần nữa cự tuyệt, làm không được. Vụ sát hoa lúc ấy là do linh cảm phát ra, một đường thuận lợi mà tạo thành, nếu luyện chế lại một lần nữa chỉ sợ cũng chỉ sẽ được hình mà không có thần. Việc luyện khí của luyện khí sư chính là huyền diệu như thế, có đôi khi không phải cứ tăng cảnh giới tăng trình độ là có thể luyện chế ra được tất cả pháp khí. Du Phục Thời Đại sư Tỷ nói 102 không cho chính là không cho, cuối cùng tiểu sư đệ trở về phòng, đóng sầm cửa. Ngày hôm sau, Diệp Tố đi tìm Toàn Gia Anh, báo với hắn là bọn họ chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Rèn luyện? Toàn Gia Anh đối với từ này có chút kinh ngạc, luyện khí sư trên cơ bản chỉ có giao lưu hoặc tỉ thí, rất ít đi ra ngoài rèn luyện, dù sao bọn họ cũng không phải kiếm tu. Toàn huynh cũng nhìn thấy trạng huống của thiên cơ môn rồi, linh mạch khô kiệt còn bị người chèn ép sau lưng. Diệp Tố cười nói, bí cảnh chính là nơi duy nhất chúng ta không bị người quản chế. Toàn gia anh có chút hoài nghi điều mình vừa nghe được. Các ngươi muốn đi bí cảnh? Đúng vậy, Diệp Tố nghiêm túc nói, tất cả đồ vật trong bí cảnh đều là vô chủ, linh khí dư thừa, rất thích hợp với chúng ta. Nhưng bí cảnh quá nguy hiểm, các ngươi chỉ là luyện khí sư trong thời gian ở thiên cơ môn vừa qua toàn gia anh có thể lý giải được vì sao họ muốn được ăn cả ngã về không tuy hiểu là vậy nhưng khi nghe diệp tố nói hắn cũng không khỏi chấn động chúng ta sẽ tìm kiếm tu đồng hành diệp tố cũng không nói quá tỉ mỉ toàn gia anh không tin được hỏi các ngươi có linh thạch mời kiếm tu sao có một bằng hữu nguyện ý đi cùng chúng ta diệp tố nói thêm nữa là mấy ngày tới chúng ta sẽ đi tìm ngô kiếm phái để giao dịch Toàn gia anh không hỏi giao dịch gì, chỉ trầm mặc thật lâu, cuối cùng từ túi cản khôn lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Diệp Tố. Đây là phi kính giáp, có thể chống đỡ được công kích của Nguyên Anh kỳ. Nếu gặp nguy hiểm, ít nhất nó có thể bảo vệ các ngươi một đoạn thời gian. Diệp Tố cúi đầu nhìn chiếc gương đồng to cỡ bàn tay, có thể chống đỡ được công kích của Nguyên Anh kỳ, pháp khí này ít nhất cũng phải là do Nguyên Anh kỳ luyện khí sư trở lên luyện chế ra ta có không ít pháp bảo hộ mệnh ngày thường cũng không đi đâu để cần đến nên tạm thời cho các ngươi mượn dùng đấy toàn gia anh nói xong thì xoay người định rời đi tính thời gian thì cũng đến lúc ta phải trở về rồi diệp tố nắm phi kính giáp trong tay ngẩng đầu cười nghiêm túc nói toàn huynh đa tạ bước chân toàn gia anh thoáng rừng, hơi hơi nghiêng đầu cuối cùng trở về phòng thu thập hành lý rời khỏi thiên cơ môn Đại sư tỷ, quần áo đã sửa xong." Hạ Nhĩ cầm theo mấy bộ đạo bào vào phòng, tốn hết mấy khối trung phẩm linh thạch đấy, mặt trước và sau của đạo bào đều có ba chữ Thiên Cơ Môn, được thêu bằng chỉ vàng. "Thay đồ đi." Diệp Tố nói, "sau đó chúng ta xuống núi." Mọi người cầm đạo bào về phòng thay ra, sau đó tập hợp ở trong sân, chuẩn bị ngự kiếm đến Ngô kiếm phái. Diệp Tố vừa mới lấy ra kiếm thì không biết Du Phục Thời từ ở đâu nhảy ra tới, không nói không rằng liền đứng lên thân kiếm. "Tiểu sư đệ, chúng ta định xuống núi, phải lâu lắm mới trở về." Hạ Nhĩ quay đầu nói với hắn. Du Phục Thời không để ý tới Hạ Nhĩ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Diệp Tố, còn lộ ra ý như chất vấn sao vẫn còn chưa ngự kiếm. "Muốn đi cùng sao?" Diệp Tố nhắc nhở hắn. Sau khi xuống núi sẽ vừa dơ vừa mệt đấy. Diệp Tố, Du Phục Thời lạnh như băng nói, tỷ có đi hay không? Đây là còn đang giận nhỉ? Đi. Diệp Tố nhảy lên kiếm, đứng trước Du Phục Thời, không quên sửa cách xưng hô của hắn, gọi đại sư tỷ. Kỹ năng giả bộ không nghe thấy của Du Phục Thời mỗi lúc một tăng cấp rồi, khi kiếm bay lên hắn không chút do dự nắm lấy quần áo của Diệp Tố. Lần thứ hai xuống núi, bọn họ từ một thanh kiếm biến thành bốn thanh kiếm, Tây Ngọc và Minh Lưu Sa ở phía sau còn thường so xem ai ngự kiếm nhanh hơn. Đúng là thùng càng rỗng càng thích kêu to. Bay được hơn nửa ngày, du phục thời vươn một ngón tay chọc chọc Diệp Tố, cái kia, cho ta xem đi. Cái gì? Diệp Tố quay đầu. Cái này này, du phục thời dơ lên cổ tay thon dài chân bóng, đưa tới trước mặt nàng, còn lắc lắc. Diệp Tố không nhịn được hỏi, để đi theo ta xuống núi chỉ là vì muốn chơi vụ sát hoa. Dù phục thời không trả lời, chỉ mở ra bàn tay, đúng lý hợp tình mà đòi đồ. Diệp Tố cũng hết cách với hắn, quay đầu lại chú tâm ngự kiếm ở trong túi cản khôn, xem xong nhớ thả lại vào túi. Dù phục thời lúc này mới vừa lòng, duỗi tay tháo xuống túi cản khôn bên hông Diệp Tố, lấy ra vụ sát hoa mang lên tay nghiễm nhiên xem chiếc vòng hình rắn thành đồ của mình. Ngô kiếm phái tọa lạc ở đồ thủ thành, trước khi bọn họ xuống núi đã đưa tin cho Lữ Cửu, hẹn gặp nhau trên đường. Đoàn người ngự kiếm liên tục hai ngày, đến một tòa tiểu thành thì dừng lại chờ hội họp với Lữ Cửu. Cảnh giới của Lữ Cửu không tính là quá cao nhưng lần trước khi hợp tác với nàng ấy Diệp Tố cảm thấy đối phương không tồi, ít nhất sẽ không đâm lén sau lưng nên mới muốn mời nàng cùng đồng hành. Mấu chốt nhất là thật ra nàng cũng không biết quá rõ về ngô kiếm phái. Trong nguyên tắc phần lớn nội dung là viết về nam nữ chủ. Đến nỗi tình huống của nam nhị đa phần cũng là tả qua sơ lược mà thôi. Ngô kiếm phái thì không cần bàn tới chỉ có vài câu chữ thoáng qua. Nàng chỉ biết là sau khi thoát tông thì dịch huyền gia nhập ngô kiếm phái. Tỏa sáng rực rỡ ở tông môn đại bỉ nhưng lại bại trong tay của nam chủ. Về sau thì nhập ma tận diệt thiên cơ môn. Diệp đạo hiếu Lữ Cửu từ xa đã thấy đoàn người chờ trong quán trà, thật sự là do nhóm của Diệp Tố quá nổi bật, ba chữ to tướng màu vàng trên nền vải đen thật khiến người ta muốn xem nhẹ cũng khó. Lữ Đạo Hữu đã lâu không gặp. Diệp Tố đứng dậy, tầm mắt dừng trên người Lữ Cửu, hẳn là nàng đã ghé đâu đó rồi mới đến đây, trên người còn mang theo nồng nặc mùi máu tươi. Lúc trước trong bí cảnh đột nhiên ngươi biến mất dọa chúng ta một phen nhảy dựng, may là không có việc gì Lữ Cửu nói, chúng ta xuất phát luôn chứ? Lữ Đạo Hữu ngồi xuống uống miếng trà đã rồi đi không muộn. Diệp Tố vừa nói vừa chỉ vào một chiếc ghế còn trống. Cũng được, Lữ Cửu cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nhấc tay niệm một lần thuật thanh khiết, sửa sang lại y phục sạch sẽ rồi mới ngồi xuống. Nước trà trong quán không có bao nhiêu linh khí nhưng uống xong vẫn có thể khiến người ta sảng khoái thoải mái, xua tan mỏi mệt lữ cửu uống một chén lớn rồi thở một hơi nhẹ nhõm lúc này mới phát hiện nhóm người nàng gặp lúc trước nay lại nhiều thêm một người đối phương dùng vạt áo của diệp tố lót lên trên bàn nằm bò ra bàn ngủ rồi chỉ là một thân đạo bào màu trắng của y nhìn liền biết không giống người thường vị này là là tiểu sư đệ của chúng ta diệp tố lời ít ý nhiều nói lữ cửu kinh ngạc dịch huyền lần đó sau khi ra khỏi bí cảnh nàng có lưu lại một đoạn thời gian giúp đỡ tìm kiếm Diệp Tố, tất nhiên là có nhận thức dịch huyền. Nhìn tới nhìn lui không thấy giống chỗ nào, người này là dịch huyền sao? Lữ cửu vẫn còn đang dối rắm thì người đang nằm bò ở đối diện bỗng dưng ngồi dậy, tóc đen suông mượt như thác nước chỉ dùng một cây châm ngọc búi nhẹ ở sau, đuôi tóc theo động tác của hắn phiêu tán trên người Diệp Tố ngồi cạnh. Hắn nâng lên một khuôn mặt khiến nàng nhìn liền hoảng đến xuất thần bộ dáng dịch huyền rất giống ta sao? Dù phục thời nhìn chằm chằm lữ cửu hỏi. Đây là lần thứ hai hắn bị nhận nhầm thành dịch huyền. Lữ cửu bị hắn nhìn chằm chằm đến quẫn bách, nàng hàng năm bôn ba khắp nơi thế mà lúc này mặt cư nhiên lại hơi đỏ lên, ấp úng nói, không, không giống. Đây là tân đệ tử, sư phụ ta mới thu nhận. Diệp tố lên tiếng giúp lữ cửu giải vây. Dịch huyền đẹp hơn ta sao? Dù phục thời không để ý tới lữ cửu nữa, quay đầu nhìn Diệp Tố, hỏi nàng. Câu hỏi kỳ ba gì đây? Tất cả mọi người đang ngồi đều ngây ngẩn cả người. Diệp Tố trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, đệ đẹp hơn. Dù phục thời thấy nàng im lặng một lúc rồi mới trả lời như vậy hắn không quá vừa lòng, nhưng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận cách nói của Diệp Tố, trong lòng lại vẽ thêm trên hình tượng dịch huyền vài nhát đao sau khi ở quán trà nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc thì đoàn người tiếp tục chạy tới đồ thủ thành lần này du phục thời không tiếp tục đứng trên thân kiếm mà hắn muốn diệp tố quải sọt to chở hắn sọt to này có thể chưa ba người minh lưu xa hiện tại chỉ có một mình hắn ngồi nên cũng tính là khá rộng rãi tuy rằng có chút xấu nhưng ngồi trong sọt thì hắn có thể ngủ du phục thời tạm chấp nhận dùng vì thế Diệp Tố chỉ đành treo cái sọt to dưới kiếm rồi lại cùng mọi người bay về hướng đồ thủ thành. Lữ cửu ở phía sau nhìn thấy một loạt hành động của du phục thời thì nhịn không được đến gần Tây Ngọc nhỏ giọng nói. Tiểu sư đệ mới tới này của các người so với tiểu sư đệ tiền nhiệm thì không quá giống nhau. Dịch huyền có một khuôn mặt diễm lệ vô cùng, nhưng cố tình lại có tính tình ngạo cốt cuột khí, trong mắt còn mang theo dã tâm hừng hực không ngừng muốn tiến lên. Còn vị này rõ ràng dung mạo cực kỳ tự phụ thanh chính, nhưng lại, cảm giác thật không nói nên lời. Tiểu sư đệ, Tây Ngọc giơ ngón tay cái, phú nhị đại. Lữ cửu bừng tình đại ngộ, hèn chi ta vừa nhìn liền thấy hắn khác biệt. Tiểu sư đệ phú nhị đại lúc này đang ngồi dựa vào thành sọt, khải khải vụ sát hoa trên cổ tay, ai cũng không thấy được hắn đưa vào mặt trên của vòng tay một đạo linh khí bên ngoài đồ thủ thành hạ nhĩ từ đằng xa nhìn thấy vẻ mặt không giấu được chấn động đó chính là đồ thủ thành sao một tòa thành trì hình kiếm cao lớn sừng sững trên đỉnh một dãy núi vô số kiếm ý từ phía dưới không ngừng dâng lên bên ngoài thành có hỏng hà xa số những kiếm tu không ngừng lui tới nhưng không có ai ngự kiếm vào thành nội thành đồ thủ thành cấm ngự kiếm chúng ta phải tự mình đi vào Lữ Cửu giấu đi niềm hâm mộ cực kỳ trong ánh mắt, nhắc nhở mọi người, ở đây có vô số các tông môn phái kiếm tu, lớn bé đều có, thường xuyên có kiếm tu đột phá cảnh giới, thậm chí còn có đại năng phóng thích kiếm ý, cho nên để phòng ngừa tu sĩ đụng phải kiếm ý, khi vào thành không thể ngự kiếm cũng như trong thành có thiết lập cấm chế. Đoàn người đáp xuống bên ngoài thành, ngẩng đầu nhìn tường thành cao rộng, nơi này so với Định Hải thành thì rộng lớn hơn rất nhiều. Hạ Nhĩ yêu thích luyện kiếm, hắn đứng ở bên ngoài thành, nhìn các tu sĩ lui tới, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm kiếm trong tay bọn họ, chỉ hận không thể xuyên thấu qua vỏ kiếm để nhìn thấy được cấu tạo bên trong. Cảm giác của kiếm tu rất nhạy bén, thực nhanh đã nhận thấy được tầm mắt của Hạ Nhĩ, có người nắm chặt kiếm bước nhanh rời đi, có người thì chừng mắt nhìn lại, thậm chí còn xuất kiếm nửa tấc khỏi vỏ hạ nhĩ nhìn thấy thân kiếm thì đôi mắt càng thêm lấp la lấp lanh thiếu điều chảy cả nước miếng đừng nhìn nữa diệp tố dỗi tay xách cổ áo của tứ sư đệ đi thôi đại sư tỷ về sau đệ muốn mở một cửa hàng ở đồ thủ thành chỉ bán kiếm thôi hạ nhĩ kích động nói tỷ xem có nhiều kiếm tu như vậy đệ chạy đến dưới chân núi côn luân mở cửa hàng cũng được nữa diệp tố cầm bảng đồ đi về hướng Ngô Kiếm Phái. Bây giờ trước tiên phải làm chính sự đã. Đại sư tỷ. Ừ, Diệp Tố nghe thấy có người kêu chính mình, theo bản năng lên tiếng. Minh Lưu Sa đứng bên cạnh đâm đâm vai nàng, ý bảo Diệp Tố nhìn qua. Dịch Huyền. Dịch Huyền ôm kiếm đứng ở đối diện, tầm mắt dừng trên người Du Phục Thời, không rõ cảm xúc mà hỏi, hắn chính là tiểu sư đệ mới tới ư? Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều. Chương 31. Tịnh Tông đệ tử. Ở phía bên kia đường có một thiếu niên đang đứng, mặc một bộ đạo bào màu đen giống hệt đạo bào của nhóm Diệp Tố, một đầu tóc dài được buộc lên gọn gàng bằng một sợi dây thô màu xanh, ở giữa có cài một cây châm gỗ, phục sức tuy đơn sơ nhưng không giấu được một thân tuyệt diễm. Dù phục thời vốn dĩ đang đi ở phía sau Diệp Tố, buồn chán dẫm dẫm lên bóng của nàng, nhưng vừa nghe Minh Lưu Sa nói hai chữ Dịch Huyền thì liền dương mắt lên nhìn người đứng ở đối diện. Người đó chính là Dịch Huyền. Bộ dáng cũng miễn cưỡng coi được. Tầm mắt Du Phục thời lại quay lại trên người Diệp Tố đứng phía trước, nhớ tới cái gì đó, hơi nghiêng đầu nói với Dịch Huyền, "Diệp Tố nói ngươi xấu." "Diệp Tố?" Dịch Huyền nhíu mày nhìn Diệp Tố, hiển nhiên không hiểu đây là ý gì chờ nàng giải thích. Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, bất đắc dĩ nói, đừng có nói không thành có. Bình thường không chịu nói chuyện, vừa mở miệng thì lại quang bom. Thì tỷ nói ta đẹp hơn hắn mà. Du Phục Thời nhìn thoáng qua mấy người minh lưu xa, bọn họ cũng đều nghe thấy. Diệp Tố, tiểu thất học hôm nay còn biết suy diễn hàm ý của câu nói nữa đấy. Lữ Cửu đứng cạnh đó hết nhìn Du Phục thời lại nhìn Dịch Huyền đứng đối diện, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ chỗ nào khiến nàng luôn cảm thấy không đúng lắm. Gương mặt của hai người này với khí chất của họ hoàn toàn không hòa hợp. Một người diện mạo quá mức tuấn mỹ, đến mức lộ ra yêu dị, thế nhưng ngôn hành cử chỉ lại ngay ngắn thẳng thắn. Người còn lại thì có một gương mặt của một công tử thanh cao quý tộc nhưng cách hành sự lại quái đản không theo lẽ thường dịch huyền chậm rãi nhìn qua du phục thời trước đó ta còn nghĩ rằng là một nhân vật lợi hại nào đó lời này không tính là hàm xúc nữa rồi thiếu điều chỉ đích danh mà thôi diệp tố cảm thấy đầu như phình to ra nàng một lần nữa quay đầu nhìn du phục thời kết quả tiểu sư đệ thất học căn bản không nghe cúi đầu tiếp tục mịch vụ sát hoa trên cổ tay thế là hôm nay trong đồ thủ thành Tân tiểu sư đệ và Tiền tiểu sư đệ gặp mặt nhau lần đầu tiên, cả hai lại không ưa gì nhau. Sư đệ, sao đệ cũng ở đây? Hạ Nhĩ tò mò hỏi. Cảm xúc của Dịch Huyền dần thu liễm, trưởng lão Ngô kiếm phái muốn thu ta làm thân truyền đệ tử. Khi hắn nói lời này thì luôn nhìn chằm chằm Diệp Tố, không muốn bỏ lỡ bất luận biến hóa nào trên gương mặt nàng. Nhưng mà Diệp Tố lại chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Sư đệ để không đồng ý sao vì sao phải đồng ý dịch huyền lạnh lùng nói ta có sư phụ diệp tố cũng không để ý sự bén nhọn trong lời nói của hắn cười cười hỏi chúng ta đang đi tới ngô kiếm phái để có đi cùng không dịch huyền trầm mặc rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng lời nói ra lại là đi cuối cùng đoàn người lại nhiều thêm một mống lũ lượt kéo nhau đi về hướng ngô kiếm phái Ngô Kiếm Phái là một trong hai tông phái duy nhất ở tu chân giới. Sơn môn đổ sổ, canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ vừa mới tới gần thì liền có một đội kiếm tu xuất hiện, ngăn lại đoàn người Diệp Tố. Các ngươi là người phương nào? Diệp Tố bước lên phía trước, đệ tử Thiên Cơ Môn đến bái phỏng, muốn làm một cuộc giao dịch với quý phái. Một kiếm tu đứng bên cạnh nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, đang muốn lên tiếng chào phúng thì bị vị kiếm tu dẫn đầu giơ tay ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua dịch huyền đứng ở phía sau vốn mới rời môn phái bọn họ không lâu, hỏi Diệp Tố, muốn giao dịch cái gì? Thượng phẩm vô cực đan, bên trong chứa một đạo đan ý. Diệp Tố chắp tay nói. Kiếm tu dẫn đầu sừng sốt, hắn không rõ lắm vô cực đan mang lại lợi ích gì, nhưng nghe thấy mấy từ thượng phẩm, đan ý, thì cũng đủ biết giá trị của nó đạo hữu chờ một lát, ta đi báo tin ngay. Kiếm tu dẫn đầu xoay người đi tìm người, tầng tầng đăng báo lên trên. Bảy người diệp tố đứng thành một hàng chờ dưới sơn môn, đối diện là một đội kiếm tu. Không giống với trong đồ thủ thành, trên núi ngô kiếm khắp nơi đều là kiếm tu ngự kiếm phi hành, các loại kiếm ý phiêu đãng thậm chí đứng lâu còn có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm lưỡi kiếm giao nhau. Kiếm ý vô thượng, linh khí bằng bạc, hơi thở cường thế áp chế. Bất luận là ai đứng dưới sơn môn chỉ sợ cũng đều sẽ sinh ra vô số sợ hãi cùng sùng kính đối với ngô kiếm phái. Đương nhiên là ngoại trừ tiểu sư đệ bên cạnh đang muốn ngủ gật. Ánh mắt diệp tố lướt qua du phục thời biến nhác, nhìn về phía dịch huyền đang đứng thẳng tắp, hắn thế nhưng lại không gia nhập ngô kiếm phái. Có chút ngoài dự đoán. Tiểu sư đệ, giờ đây là ngũ sư đệ, Sắc thật tính tình không tính là tốt, trời sinh đầu óc nhạy bén, làm người cao ngạo, lại là nam nhị trong nguyên tác dẫn thủ hạ tiêu diệt sư môn cũ. Dịch Huyền nhận thấy ánh mắt của Diệp Tố, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt màu hổ phách có chút lạnh băng. Thôi, rốt cuộc vẫn là người thiên cơ môn, là sư đệ của nàng. Diệp Tố cười cười với Dịch Huyền, thu hồi ánh mắt. Dịch Huyền thấy thế thì không được tự nhiên mà quay đầu lại trong lòng cảm xúc phức tạp đan xen. Khi hắn nhận được truyền tin của nhị sư huynh thì vừa mới tránh khỏi một đầu yêu thú, sau lưng máu tươi đầm đìa, không ngờ tới lại nghe Minh Lưu Sa nói thiên cơ môn nhiều thêm một tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ? Hắn không phải là tiểu sư đệ sao? Thế nào lại nhiều ra một tiểu sư đệ nữa? Lúc ấy dịch huyền nhớ tới lời của Diệp Tố bên ngoài viện của sư phụ, nàng có vẻ rất chắn chắn hắn sẽ rời khỏi thiên cơ môn bái nhập tông môn khác, kết quả hắn còn chưa rời đi, sư phụ đã thu tân đồ đệ. Trong khoảnh khắc dựa vào vách đá trong huyệt động đó, trong lòng Dịch Huyền không kìm chế được mà sinh ra một chút ai oán. Về sau cơ duyên xảo hợp đụng phải trưởng lão Ngô kiếm phái, không biết đối phương nhìn trúng điểm nào ở hắn, một hai muốn thu hắn làm đồ đệ. Nếu bọn họ có tiểu sư đệ mới rồi hẳn là cũng không cần hắn nữa dịch huyền cơ hồ sắp đáp ứng làm đồ đệ của vị trưởng lão đó rồi nhưng ở thời điểm cuối cùng lại cự tuyệt ta có sư phụ ta là đệ tử thiên cơ môn khi nói ra những lời này dịch huyền không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sảng khoái đến lạ diệp tố cho rằng hắn sẽ thoát ly tông môn vậy thì hắn lại càng không đi vị trưởng lão kia nghe dịch huyền là đệ tử của một tông môn luyện khí sắp phế tông đến nơi thì lại càng không muốn từ bỏ một hai mời hắn đến ngô kiếm phái, nàng nặt bảo hắn cứ đến trước rồi ra quyết định sau. Hôm nay dịch huyền vẫn như cũ cự tuyệt ông, nhưng lại không ngờ đến vừa rời khỏi ngô kiếm phái, còn chưa ra khỏi đồ thủ thành thì gặp được mấy người diệp tố, còn có tân tiếu sư đệ. Đạo hữu tông chủ của chúng ta cho mời. Kiếm tu rời đi lúc nãy quay lại nói với Diệp Tố, mời các vị đi theo ta. Đoàn người đi theo vị kiếm tu này đi vào ngô kiếm phái, Diệp Tố vừa bước vào liền cảm giác được hộ môn đại trận đang nhắm vào bọn họ. Một khi có động thái gì đó không đúng thì phòng chừng bọn họ liền sẽ tan xác tại đây. Chờ sau này có cơ hội nàng cũng muốn sửa lại đại trận của thiên cơ môn, nếu không người nào cũng có thể đi vào. Từ sơn môn đi vào, nguyên diện chính là những đỉnh núi sừng sững trên núi ngô kiếm, hiện ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm. Ta nghe nói những phong đầu đó nguyên bản chính là ngọn núi ngô kiếm. Lữ Cửu nhỏ giọng nói với mọi người về sau mới bị vị tông chủ đầu tiên của Ngô Kiếm Phái dùng kiếm ý cứng rắn bổ ra bộ dáng như hiện nay khó tách những phong đầu đó nhìn qua có chút kỳ quái Hạ Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ lại nghĩ đến thanh kiếm của vị tông chủ đó mà chảy nước miếng nói vậy thanh kiếm của vị tông chủ đó nhất định là tuyệt hảo đi vào sâu một chút chính là kiếm tràng có vô số đệ tử Ngô Kiếm Phái mặc đạo bào sắc thiên lam đang luyện kiếm thành thế hết đợt này đến đợt khác, rất đồ sổ. Đồ đệ, con quay lại à, hối hận rồi có đúng không? Đoàn người đang đi về phía trước thì có một đại thanh âm kiêu ngạo khàn khàn từ giữa không trung truyền đến. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng kiếm màu lam với tốc độ cực nhanh từ trên cao vọt xuống về phía bọn họ. Diệp Tố lùi về sau một bước ngăn cản du phục thời đang mơ màng định tiếp tục bước đi, sau đó nàng theo bản năng lấy ra phi kính giáp gương đồng bị ném lên không trung trong nháy mắt liền biến lớn, hào quang màu trắng phủ xuống, bảo vệ bảy người. Lúc này một vị nam nhân cũng mặc đạo bào thiên lam, tóc tai lộn xộn thắng gấp trước phi kính giáp, ông hô một tiếng, rỗi bàn tay, thanh kiếm màu xanh dưới chân liền bay vào trong tay ông. Ông liếc mắt nhìn Diệp Tố, nhẹ nhàng búng tay một cái, vòng bảo hộ của phi kính giáp liền bị phá, phản ứng không tồi, pháp khí cũng không tồi, tiếc là lão tử là hợp thể trung kỳ. Diệp tố rỗi tay tiếp được phi kính giáp rơi xuống, thần sắc bình tĩnh, tiền bối lợi hại. Nam nhân quay đầu nhìn dịch huyền, đồ đệ, thế nào? Tới ngô kiếm phái nhé, đừng về thiên cơ môn rách nát gì đó nữa. Ta có sư phụ, dịch huyền nhíu mày, tiền bối nói chuyện cẩn thận. Nam nhân tóc tai lộn xộn vô cùng đau đớn, một cái tông môn sắp phế tông mà thôi, đồ đệ, một kiếm của lão tử cũng đủ bổ nát nó. Diệp Tố đứng cạnh bỗng nhiên bật cười. Tân Thẩm Chi, trưởng lão ngô kiếm phái, là sư phụ của Nam Nhị trong nguyên tác. Không khí lúc này có chút an tĩnh quỷ dị, lử cửu không tiện lên tiếng, trầm mặc đứng ở phía sau, Du phục thời vẫn như cũ mơ mơ màng màng, còn dịch huyền cùng mấy người minh lưu xa thì nhìn chằm chằm Diệp Tố. Giờ phút này, trong lòng bốn người cửu huyền phong đều biết rõ. Đại sư tỷ không vui rồi. Thiên cơ môn đang muốn làm giao dịch với quý phái, tiền bối muốn tiêu diệt tông môn của chúng ta thì cũng phải từ từ đã. Diệp tố hơi hơi mỉm cười, ra hiệu cho kiếm tu phía trước tiếp tục dẫn đường. Tân thẩm chi đứng nhìn đoàn người đi lướt qua ông, nhíu mày, lão tử lúc nào nói muốn tiêu diệt, đổ đệ chờ ta. Ông đuổi theo đi bên cạnh dịch huyền, đồ đệ, đây đều là người thiên cơ môn sao? Vừa lúc con nhờ họ trở về truyền lời hỏi sư phụ của con đi, để con đi theo lão tử. Dịch huyền không để ý tới ông, bước nhanh đuổi kịp diệp tố ở đằng trước. Ôn muốn chết, dù phục thời đi chậm, quay đầu lại nhìn tân thẩm chi, đồ xấu xí. Tân thẩm chi, trên đời này ông chỉ cảm thấy có hứng thú với kiếm đạo, rất ít để ý đến dáng vẻ của bản thân, có người cảm thấy ông quá phóng túng không biết kiềm chế. Tần thẩm chi cũng không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt ông, mắng ông là đồ xấu xí. Khi Diệp Tố bước vào trong điện, ngẩng đầu thì phát hiện trong điện không phải chỉ có một người, nàng vừa mới đứng vững thì tông chủ ngồi ở vị trí cao nhất liền hỏi, người có thượng phẩm vô cực đan? Đúng vậy, trong viên đan còn chưa một đạo đan ý. Diệp Tố lấy ra Vô Cực Đan, tiến lên vài bước, đưa nó cho Tiểu Đồng, Tiểu Đồng lại bước lên dâng cho tông chủ. Tông chủ Ngô Kiếm phái cầm viên đan dược trên tay, giấu đi sóng gió trong lòng mà cẩn thận xem xét, sau đó truyền Vô Cực Đan cho các đại trưởng lão khác xem. Trong điện không có một tiếng động nào, nhưng Diệp Tố biết bọn họ đang dùng truyền âm nhập mật. Vô Cực Đan giúp tu sĩ vượt qua được bình cảnh, tấn thăng tu vi một khi đạt đến trình độ đan dược thượng phẩm thì tu sĩ đại thừa kỳ đều có thể dùng. Nếu trong đó có chứa đan ý thì có thể đảm bảo tu sĩ ngàn năm không sinh tâm chướng. Tu sĩ đều rất dễ sinh tâm ma, đan dược này chính là vật mà cả tu chân giới đều mơ ước. Sau một hồi trầm mặc, tông chủ ngô kiếm phái trực tiếp lên tiếng, xác thật là thượng phẩm vô cực đan, người muốn giao dịch như thế nào? Tông chủ xin chờ một lát. Diệp Tố quay đầu hỏi dịch huyền, ta có phải là đại sư tỷ của đệ hay không? Phải, dịch huyền đối diện với ánh mắt của nàng, có chút biệt nữ mà thừa nhận. Vậy đệ nhớ kỹ, sư đệ phải nghe lời của đại sư tỷ. Diệp tố nói xong thì liền tiến lên trước một bước. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ hỏi, đã thương nghị xong rồi. Diệp tố chắp tay, lần này thiên cơ môn muốn dùng vô cực đan để giao dịch hai việc với quý phái. Thứ nhất, thỉnh quý phái bảo hộ tông môn của chúng ta 10 năm, đồng thời cũng cử ra một đội kiếm tu đệ tử bảo hộ chúng ta đi vào bí cảnh. Đội kiếm tu này sẽ do ta lựa chọn. Thứ hai, nàng liếc mắt thấy tân thẩm chi đang từ bên ngoài bước vào trong điện, dừng một chút nói: "Thiên Cơ môn có một đệ tử kiếm tu, Thiên Tư Thông Tuệ, đáng tiếc trong tông môn không có người chỉ đạo, ta muốn hắn trở thành Tịnh Tông đệ tử của quý phái. Sư phụ cũng giống như trên, do ta chọn lựa." Dịch huyền bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tố. Tịnh tông đệ tử, chính là đệ tử có thể bái nhập hai tông môn cùng lúc. Một đại trưởng lão ngô kiếm phái trên điện dương giọng cười nói, đệ tử thiên cơ môn tuổi nhỏ nhưng khẩu khí lại không nhỏ, một viên vô cực đan mà muốn buộc chặt với ngô kiếm phái sao? Khi ông nói lời này thì uy áp trong điện cũng đột nhiên tăng mạnh, làm nhóm đệ tử mới đặt trúc cơ trong lòng khiếp đảm không thôi. Thế nhưng Diệp Tố lại bước lên trước một bước nữa, cung kính nói, công dụng của vô cực đan chư vị tiền bối hắn là càng biết rõ hơn tiểu bối. Nếu ngô kiếm phái có thêm một vị đại năng độ kiếp kỳ thì chút yêu cầu này của tiểu bối cũng không tính là gì. Còn nếu quý phái thật sự không muốn giao dịch này, chúng ta cũng chỉ còn cách đi các tông môn khác thử xem, hẳn là sẽ có người đáp ứng. Nói xong, nàng liền giả vờ thu hồi vô cực đan. Tiểu hữu chậm đã. Chu Kỳ giơ tay ngăn cản Diệp Tố lấy vô cực đan về, hai yêu cầu này chúng ta đáp ứng. Ngoài ra Tiểu Hữu cũng không cần nói những lời đó để uy hiếp. Từ thời khắc ngươi lấy ra vô cực đan thì cũng chỉ có thể làm giao dịch với ngô kiếm phái. Diệp Tố tất nhiên cũng hiểu điểm này, vô cực đan chân quý như vậy. Sau khi lấy ra thì chỉ cần nàng vừa đi ra khỏi ngô kiếm phái nhất định sẽ bị vô số đôi mắt theo dõi. Vận khí tốt một chút thì chỉ có đan dược bị lấy đi bọn họ còn toàn mạng. Vận khí không tốt thì đan cùng mệnh đều mất. Bất quá dù sao, mục đích cũng đã đạt tới. Đa Tạ tông chủ, Diệp Tố khom lưng chắp tay. Trước khi rời đi, Diệp Tố cười cười nhìn Tân Thẩm Chi đang nhìn chằm chằm Dịch Huyền với ánh mắt trông mong. Lần này nàng không chỉnh ông ta thì nàng không họ Diệp. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tố, chờ đó. Chương 32 luyện kiếm. Trừ các vị phi thăng thành tiên thì ở tu chân giới cảnh giới cao nhất chính là độ kiếp kỳ, mặc dù ở hai phái tứ tông cũng có vài vị nhưng những đại năng này sẽ ở trong tông môn trường kỳ bế quan, rất ít khi xuất hiện. Từ đại thừa kỳ bước vào độ kiếp kỳ thường sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, dễ dàng tiến giai thất bại. Vô cực đan có thể bài trừ tâm ma, giúp tăng thêm phần đảm bảo tiến giai thành công cho tu sĩ đại thừa kỳ. Đối với bất kỳ tông môn nào đi chăng nữa thì thêm một đại năng độ kiếp kỳ chính là tăng thêm một tầng thực lực cho tông môn. Đó chính là điểm giá trị nhất của vô cực đan. Hai yêu cầu mà Diệp Tố đề ra đối với tông chủ Ngô Kiếm phái và các đại trưởng lão mà nói thì nhỏ bé không đáng gì. Theo bọn họ thấy đây như là Diệp Tố tới để tặng không vô cực đan. Cùng ngày, nhóm Diệp Tố được an bài nghỉ ngơi ở viện dành cho khách quý linh khí ở đây còn nồng đậm hơn ở phá nguyên môn. Tây Ngọc ngửa mặt lên trời duỗi hai tay, hít một hơi thật sâu, cho muội ở đây năm, mười năm thì không cần tu luyện cũng có thể đột phá. Năm, mơ, đi. Minh Liêu xa chậm gì gì nói. Khoảng thời gian này phía đông hình như cũng không có bí cảnh nào đang mở. Hạ Nhĩ hỏi Diệp Tố, Đại Sư Tỳ, chúng ta sẽ chọn đệ tử kiếm tu nào để đồng hành? Diệp Tố nói, thân truyền đệ tử, thực lực của thân truyền đệ tử sẽ mạnh hơn so với những người khác, đồng thời Ngô kiếm phái cũng sẽ để ý đến họ nhiều hơn, nếu không may có gì ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ họ sẽ vươn một tay cứu giúp. Kỳ thật nàng có thể yêu cầu cao thủ Ngô kiếm phái đi theo hỗ trợ nhưng những bí cảnh mà bọn họ có thể vào thì tu sĩ cấp cao chưa chắc có thể vào, muốn vào cũng phải trước tiên áp chế cảnh giới. Thứ hai là tu sĩ quá mạnh không dễ khống chế. Nếu trong bí cảnh có thiên tài địa bảo gì đó mà đối phương liên thủ đoạt lấy thì bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Đoàn người được dẫn về chỗ ở của từng người, Diệp Tố vào phòng còn chưa ngồi xuống thì Dịch Huyền đã đứng ngoài cửa. Diệp Tố xoay người nhìn thấy hắn cũng không kinh ngạc, "Vào đi." "Vì sao lại muốn ta làm Tịnh Tông đệ tử?" Dịch Huyền sau khi bước vào phòng đầu tiên chính là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Diệp Tố chỉ vào ghế đối diện, "Ngồi." Dịch huyền vẫn đứng đó không động đậy, nàng cũng không lên tiếng, hai người cứ vậy rằng co một hồi, hắn đành ngồi xuống ghế. Chẳng qua khi kéo ghế thì phát ra âm thanh có chút chói tai. Từ 500 năm trước linh mạch của thiên cơ môn đã khô cạn, vị luyện khí sư thiên tài cuối cùng cũng mất tích, từ đó chảm kim tông cùng toàn điển hành liền bắt tay chèn ép chúng ta. Tương lai khi thiên cơ môn một lần nữa quật khởi, tất yếu cần có người che chở diệp tố đại khái nói cho hắn biết một ít tin tức mà sư phụ đã tiết lộ cho bọn họ cuối cùng nhìn dịch huyền nghiêm túc hỏi tiểu sư đệ người này có thể là đệ hay không dịch huyền quay đầu đi không nhìn diệp tố thật lâu sau mới hỏi tỷ muốn ta lưu lại đây là vì lý do này ư diệp tố đánh giá sắc mặt của dịch huyền sư đệ chứ đệ tưởng là vì sao dịch huyền dỗi tay rót một ly trà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch không có gì Ban đầu hắn còn nghĩ rằng bọn họ không thích hắn đi theo nên mới muốn dùng lý do này để hắn lại. Chờ đến khi đệ đủ cứng cáp thì chúng ta cũng không cần tìm kiếm tu của môn phái khác nữa. Được, ta lưu lại. Dịch huyền rũ mắt đáp ứng. Diệp tố khó có dịp ngồi xuống nói chuyện với dịch huyền. Và lại không bao lâu nữa bọn họ sẽ lại phải rời khỏi đi vào bí cảnh. Có chút lời nói nàng đã nghẹn trong lòng thật lâu. Không ngại hiện tại nói hết ra. Từ trước đến nay lòng tự trọng của đệ đều luôn rất cao. Sư phụ dặn chúng ta đừng nói những chuyện này trước mặt đệ. Diệp Tố nhìn Dịch Huyền, nhưng ta vẫn muốn nói cho đệ biết, ngẫu nhiên cúi đầu cũng không mất mặt chút nào. Dịch Huyền không lên tiếng. Mấy đệ tử của Vô Âm Tông chỉ nói đệ vài câu là đệ từ đó không bao giờ đặt chân đến Vô Âm Tông nữa. Diệp Tố nói, lãng phí tâm huyết của sư phụ hiệp nghị giữa vô âm tông và thiên cơ môn không được công bố ra bên ngoài. Tất nhiên là do đối phương sợ bị liên lụy, sợ bị trảm kim tông cùng toàn điển hành chèn ép. Thế nhưng trưởng môn sư phụ cũng chỉ có một đường duy nhất là cắn răng tiếp nhận, vì nếu không thì môn hạ đệ tử sẽ không có được bất luận cơ hội xuất đầu nào. Đệ tử vô âm tông có thể giả vờ không biết, nhưng người thiên cơ môn không thể như vậy, từng cơ hội chắt chiêu đó chính là do trưởng môn của bọn họ tiêu hao linh lực của chính mình để đổi lấy. Ta, dịch huyền không có cách nào biện giải, rất nhiều chuyện một khi đã qua đi thì không thể thay đổi được nữa. Hiện giờ đệ đã trúc cơ, đường dài về sau sẽ càng khó đi. Những thủ đoạn của đệ tử vô âm tông chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, đệ tử thiên cơ môn không thể bởi vì thứ gọi là mặt mũi mà từ bỏ cơ hội tiến dai. Diệp Tố nghiêm mặt nói, Thiên Cơ môn đã suy sụp lâu lắm rồi, ta muốn khiến cho thiên hạ này nhìn thấy tông môn chúng ta một lần nữa quật khởi. Đại sư tỷ, hồi lâu sau, Dịch Huyền Dương mắt nhìn về phía Diệp Tố, ta sẽ trở thành một kiếm tu lợi hại, tương lai ta sẽ bảo vệ Thiên Cơ môn. Bất luận là dùng phương thức gì. Diệp Tố gật đầu dặn dò, về sau lưu lại Ngô kiếm phái, nhớ phải cơ linh hơn. Dịch Huyền rót một chén trà nóng đẩy qua cho Diệp Tố. Vừa mới đẩy qua thì Du Phục Thời đã từ ngoài cửa tiến vào, ngồi xuống ghế ở trung gian giữa hai người, thuận tay cầm lấy ly trà trước mặt Diệp Tố làm ấm tay. "Dịch Huyền, không ai dạy ngươi không được tự tiện động vào đồ vật của người khác sao?" Du Phục Thời hai tay nâng ly, dưỡng mắt nhìn về Dịch Huyền ngồi ở bên phải, "Không có." "Được rồi." Diệp Tố nhìn thấy tiểu sư đệ là đầu muốn phỉnh lớn. Đệ tới làm gì? Đói bụng, Du Phục thời nói. Tích cốc đan đâu? Diệp Tố nhíu mày, hôm qua mới cho đệ một lọ. Ăn hết rồi. Du Phục thời dừng một chút lại bồi thêm một câu, không ngon. Khóe môi Dịch Huyền nhếch lên cực cao, hắn từ nhỏ đã biết chuyện sớm, chưa bao giờ sẽ làm mấy trò này. Lại nhìn qua Diệp Tố, thế nhưng không thấy có điểm nào không vui. Lót bụng trước đi. Diệp Tố lấy ra một lọ tích cốc đan từ trong túi cản khôn của mình đưa cho du phục thời, sau đó lại quay đầu nhìn dịch huyền, để thấy tân thẩm chi thế nào. Tân thẩm chi là sư phụ của nam nhị trong nguyên tác, cuối cùng khi sắp đột phá độ kiếp kỳ, vì bảo vệ dịch huyền mà bị nam chủ chém chết dưới chân núi Côn Luân. Dịch huyền có chút trốn tránh ánh mắt của Diệp Tố, không quá quen thuộc. Cũng không nói tỉ mỉ, vậy hẳn là có hảo cảm với tân thẩm chi. Trong lòng Diệp Tố hiểu rõ, nàng nói, chờ sau khi chúng ta rời đi, để hãy gia nhập vào môn hạ của ông ấy. Tần thẩm chi trong nguyên tắc chỉ còn kém một bước là có thể đột phá tiến vào độ kiếp kỳ, thực lực không cần phải bàn, lại đối xử với dịch huyền rất tốt, vô luận nhìn từ phương diện nào thì cũng đều là người tốt nhất để chọn. Tỷ đồng ý để ông ấy trở thành sư phụ của ta. Dịch huyền còn nhớ rõ nụ cười lúc trước của Diệp Tố, với kinh nghiệm 10 năm ở Thiên Cơ môn của hắn mà nói, đại sư tỷ lúc ấy tuyệt đối là đang tức giận. Muốn bái sư tất nhiên là phải chọn người lợi hại nhất rồi. Diệp Tố nheo nheo mắt, bất quá việc này lại chờ mấy ngày đi. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tân Thẩm Chi đã tới ngồi canh dịch huyền. Đồ đệ, tiểu cô nương của Thiên Cơ môn đã nói là muốn con trở thành Tịnh tông đệ tử của Ngô kiếm phái ta. Tân Thẩm chi trà sát hai tay, lão tử đây đánh khắp Ngô kiếm phái không có mấy đối thủ đó. Diệp Tố mở cửa đi ra, nhàn nhạt nói, tông chủ cùng các đại trưởng lão hẳn là không dễ dàng ra tay, dư lại vài người cũng không có mấy người là trưởng lão, tất nhiên là đánh khắp Ngô kiếm phái không có mấy đối thủ rồi. Hẳn là bởi vì hôm qua bị ba chữ đồ xấu xí, kích thích nên hôm nay Tân Thẩm chi đổi một thân đạo bào màu xanh, tóc cũng được vấn lên chỉnh tề hắn lấy ra kiếm chỉ vào Diệp Tố. Người chọn người nào ở ngô kiếm phái lão tử đi đánh với người đó một trận. Ta không có hứng thú. Diệp Tố mỉm cười, nếu tiền bối cũng ở trên điện khi ta đưa ra yêu cầu, vậy hẳn là cũng biết rõ dịch huyền muốn bái ai làm sư quyền lựa chọn nằm trong tay ta. Tân thẩm chi trầm giọng đồ đệ của lão tử muốn bái ai làm sư phụ là quyền của hắn, sao tông môn của các ngươi lại bá đạo không nói lý như vậy? tiền bối, bài ai làm sư, đại sư tỷ sẽ lựa chọn cho ta. Dịch huyền đánh gãy lời của tân thẩm chi. Tân thẩm chi có chút luống cuống, thật vất vả mới gặp được một đồ đệ vừa ý, lì lợm la liếm cỡ nào nhóc con cũng không chịu ở lại, nay ngoài ý muốn lưu lại tông môn rồi, dù cho chỉ là tịnh tông đệ tử ông cũng rất nguyện ý, kết quả vậy mà lại vẫn không muốn làm đồ đệ của ông. Tiền bối, chúng ta đều là luyện khí sư kiến thức hạn hẹp, kiếm này của ngài chỉ vào người khác như vậy thật là dọa người đấy. Diệp Tố liếc mắt nhìn kiếm của Tân Thẩm Chi nói. Liên quan gì đến? Tân Thẩm Chi nói được một nửa thì nhanh trí ngậm miệng, thu hồi kiếm, nở một nụ cười cứng đờ với Diệp Tố. Ta thu kiếm rồi, này tiểu cô nương, cô là đại sư tỷ của đồ đệ ta đúng không? Ta ngày thường nói chuyện có chút khó nghe, tiểu cô nương đừng để bụng. Biết từ ngày hôm qua rồi. Hạ Nhĩ ở bên cạnh nói thầm. Tân Thẩm Chi, cho một bậc thang, thật là muốn bò lên trên đầu ông. Nếu không phải vì thu đồ đệ, ông đã một kiếm chém bay mấy đứa nhóc này rồi. Bất kể là trong lòng nghĩ cái gì thì mặt ngoài Tân Thẩm Chi vẫn là một bộ lấy lòng Diệp Tố, ngày hôm qua đã đắc tội rồi, khi nào có dịp ta nhất định sẽ đi bái phòng Thiên Cơ môn. Bái phòng thì không cần. Diệp Tố có ý ám chỉ, sáng dậy sớm còn chưa có gì vào bụng, linh lực bay biến đâu mất. Tân Thẩm chi tức khắc đưa tin cho Tiểu Đồng, mau đi chuẩn bị linh thực cho các vị khách quý. Khi nhóm Tiểu Đồng bưng từng đĩa từng đĩa linh thực đến thì Diệp Tố xoay người đi đến phòng du phục thời. Tiểu sư đệ rời giường đều phải do đại sư tỷ kêu sao? Dịch Huyền hỏi Hạ Nhĩ. Đa phần là vậy. Hạ Nhĩ vò đầu, tiểu sư đệ cả ngày ngủ gà ngủ gật. Dịch huyền nghe xong không nói nên lời tư vị trong lòng, du phục thời thật thân cận với đại sư tỷ. Tiểu, sư, đệ, giàu. Minh lộ xa chậm gì gì nói, có, thể, ngủ. Nhắc tới chuyện này Tây Ngọc liền muốn kể cho dịch huyền nghe về tử lê anh mộc, nhưng mắt thấy tân thẩm chi đang đứng đây, có người ngoài nên nàng đành thôi. Diệp tố đẩy cửa bước vào, du phục thời mặc một thân trường bào huyền sắc đang nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra cửa, tóc dài màu đen che khuất nửa khuôn mặt, rơi xuống cạnh mép giường. Tiểu sư đệ, Diệp Tố bước tới đứng cạnh giường gọi một tiếng. Du Phục Thời nghe thấy, sau đó xoay người đưa lưng về phía nàng. "Diệp Tố, trả vụ sát hoa lại cho ta." Ngay sau đó Du Phục Thời liền mở to mắt, cố ý giấu vụ sát hoa ra sau lưng. Diệp Tố thấy hết hành động của hắn, cũng không vội đòi lại đồ, chỉ nói không phải ngày hôm qua than đói bụng sao bên ngoài có tiểu đồng đưa linh thực đến đấy du phục thời theo bản năng vươn tay ra với diệp tố chờ nàng dìu hắn lên diệp tố khẽ bật cười sau đó nắm lấy cổ tay hắn gỡ vụ sát hoa xuống thả lại vào túi cản khôn đi thôi phàm nhân này thật keo kiệt gương mặt xinh đẹp của du phục thời liền nhăn nhó nhưng sờ sờ bụng cuối cùng vẫn khuất phục đi theo phàm nhân này ra ngoài tìm cái ăn. Diệp tiểu hữu, linh thực cũng đã chuẩn bị rồi, vậy ngươi để đồ đệ ta nhận ta làm sư phụ nhé. Tân thẩm chi vừa thấy Diệp tố đi ra liền sông tới, muốn dùng ma âm phiền nàng đồng ý mới thôi. Ồ, ta còn nghĩ rằng đây là lễ đãi khách của ngô kiếm phái. Diệp Tố vừa ngồi xuống thì du phục thời cũng quen cửa quen nẻo lấy vạt áo của nàng lót lên ghế cạnh bên ngồi xuống. Tân Thẩm Chi Dịch huyền ban đầu là tiểu sư đệ của thiên cơ môn, chỉ dựa vào một quyển kiếm phổ, không có người chỉ điểm mà đã có thể tiến tự mình tiến vào trúc cơ. Diệp tố nâng đũa, nhàn nhạt nói, muốn thu một người có thiên phú như đệ ấy làm đệ tử, người làm sư phụ hẳn cũng phải tỏ thái độ một chút nhỉ. Tân thẩm chi lập tức lấy túi cản khôn của mình xuống, bỏ đi cấm chế trên đó, ném cho dịch huyền, đổ đệ, con muốn lấy cái gì cứ chọn. Dịch huyền không động vào túi. Diệp tố chậm gì gì bồi thêm một câu, xem như là sư bá cho sư điệt lễ vật cũng được. Tân thẩm chi gấp đến độ muốn cào gan cào phổi, hận không thể quay lại ngày hôm qua may miệng của mình lại. Ông hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu tử này chỉ nghe lời của Diệp Tố, đắc tội nàng ta thì đồ đệ này đừng hỏng thu được. Tiền bối, sư đệ của ta tuyển sư phụ, còn phải xem thực lực của vị đó như thế nào diệp tố nói không bằng tiền bối hôm nay ở đây luyện một hồi kiếm cho chúng ta kiến thức thử xem lữ cửu ngồi ở bên cạnh không dám ra tiếng đây là muốn tân thẩm chi góp vui bữa sáng sao